rất hạnh được chào đón quý vị và các bạn trở lại với các chương trình của Lê Minh. Xin mời quý vị và các bạn an tọa để chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những tin tức nóng hổi trên toàn thế giới. Nhưng trước khi vào chương trình thì hãy mong rất là mong quý vị là hãy bấm like, hãy dành cho tôi những cái lời bình luận thực sự là hào hứng nhất để mà chúng ta có thể xây dựng được diễn đàn ngày một sôi nổi và năng động hơn. Không để quý vị đợi lâu. Hãy đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây Thưa quý vị và các bạn uh, Chúng ta đầu tiên sẽ cập nhật diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận Đầu tiên, theo cái uh, cập nhật của tờ Washington Post thì các binh sĩ sống sót thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ số 37 của Ukraine đã tiết lộ tiết lộ một cái đơn vị nắm đấm thép được trang bị vũ khí chuẩn NATO đã bị thiệt hại nặng ngay trong trận mở màn chiến dịch phản công ở miền Nam Donetsk. Một đơn vị thuộc lữ đoàn 37 Ukraine với quân số gần 50 tay súng tham gia mũi thọc sâu đã có tới 30 người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. 5 xe thiết giáp của đơn vị này cũng đã bị phá hủy chỉ trong một giờ tấn công. Thứ trưởng Ukraine Hanna Malaya đã khoe xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ bị đạn pháo phản lực Grad nổ gần đó. Nhiều mảnh thép đã găm vào xe nhưng kíp chiến đấu của lữ đoàn cơ giới 47 vẫn an toàn, kịp rút lui về phía sau để sửa chữa. Theo Military, pháo binh Ukraine cũng đã sử dụng tên lửa dẫn đường GMLRS M142 HIMARS do Mỹ sản xuất để mà tiêu diệt một đơn vị pháo tự hành của Nga ở khu vực Donetsk. Có hai khẩu pháo tự hành MSTAS đã bị phá hủy. Chiến sự Ukraine dường như nó đang ở khoảng lặng trước cơn bão lớn bởi cả đôi bên họ vẫn chưa tung ra lực lượng dự bị chủ lực của mình mà mới chỉ là những trận chiến mà mang tính chất thăm dò thưa quý vị. Tất nhiên rồi, chiến tranh nó đã diễn ra cả một năm và bây giờ họ đang phải rất thận trọng trong từng bước đi. Tuy vậy thì các diễn biến đang được chú ý trên các kênh Reba hay là một số các cái kênh Telegram khác họ cũng đang liên tục cập nhật những cái diễn biến này. Tại một trận Zaporizhia, sau một thời gian nghỉ ngơi do trời mưa thì Ukraine lại đang bắt đầu tăng cường các hoạt động chiến đấu. Các trận chiến gần làng Orykiv cũng đang ngày càng căng thẳng hơn. Quân đội Ukraine đã đánh chiếm thành công khu định cư này và đang tập trung lực lượng để phát triển xuống miền Nam các trung đoàn 291 và 70 của nga thì đang phản kích quyết liệt trên cái tuyến này và lực lượng dự bị của quân nga cũng đã tham chiến nhằm ngăn chặn bước tiến của ukraine ở khu vực uh, cái mỏm uh, Remevsky quân đội ukraine đã bị đẩy lùi khỏi hai cái ngôi làng và dường như là cái khu vực này đã chuyển từ vùng xám tranh chấp sang vùng do nga kiểm soát hoàn toàn sau khi đưa viện binh nga vào trận thì tình hình đã được ổn định trên khu vực nóng nhất của mặt trận Ukraine được cho là đã hai ngày không tiến thêm được, buộc phải tái tổ chức và chuyển lực lượng dự bị sẵn sàng cho một đợt tấn công mới. Các đơn vị Ukraine cũng đã thực hiện thêm một số nỗ lực để đánh bật lực lượng Nga khỏi các vùng ngoại ô phía nam Makarivka nhưng mà chưa thành công. À, do thời tiết xấu nên là cường độ đánh phá của Ukraine cũng có phần giảm sút. Ukraine tới đây sẽ tấn công theo hai hướng Orykhiv, Danilivka và Orykhiv, Tokmakka ở hướng Stavropol thì tình hình vẫn đang ổn định, không bên nào thực hiện được bất kỳ hành động quyết định nào. Ukraine đã định kỳ sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ với sự hỗ trợ của xe bọc thép, cố gắng tìm ra điểm yếu trong các tuyến phòng thủ của Nga. Không có gì thay đổi đáng kể xung quanh tiền tuyến Bakhmut. Thưa quý vị và các bạn, do tổn thất binh sĩ nên là lữ đoàn độc lập số 79 của Ukraine đã được lệnh rút khỏi khu vực chiến đấu di chuyển về trung tâm huấn luyện tại Zhytomyr để khôi phục. Thay cho lực lượng này thì Ukraine đã chuyển hai tiểu đoàn của lữ đoàn độc lập số 95. Theo hướng Kherson thì ngày càng có nhiều nỗ lực của Ukraine đưa các nhóm biệt kích tấn công sang bên bờ bên kia. Và các cập nhật của Nga cho thấy là những nỗ lực của này của Ukraine cũng không thành công. Trong khi đó, quân đội Nga cũng đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 15 tháng 6 thì người phát ngôn của Bộ phòng Nga Igor Konashenkov đã tuyên bố là quân đội của họ đã tiến hành một cuộc tập kích bằng vũ khí chính xác phá hủy một cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine. Ông này nói rằng là đêm qua lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào cơ sở sản xuất máy bay không người lái của đối phương. Tất cả các mục tiêu được định trước đều đã bị phá hủy và mục tiêu của cuộc tập kích đã được hoàn thành. Cũng theo ông này thì quân đội Nga đã phá hủy sở chỉ huy của lữ đoàn bộ binh sơn cước số 128 của quân đội Ukraine tại khu vực Kamyshevka thuộc cộng hòa Donetsk tự xưng. Ông Konashenkov còn cho biết là tại hướng tấn công Donetsk thì năm cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi ở các khu định cư và quân đội Nga cũng đã tiến hành tập kích các vị trí của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24, 54 và 110 của Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Vũ phòng Nga cũng xác nhận là chiến tranh giao tranh vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng tại các khu vực Donetsk hay là Zaporizhia. Nhưng mà ông này khẳng định là quân đội Nga vẫn đang giữ vững thế trận và gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương. Tại khu vực Zaporizhia thì một kho đạn của Ukraine ở khu định cư Omenik cũng đã bị phá hủy. Ngoài ra thì các cuộc tập kích tên lửa của Nga cũng gây ra thiệt hại cho các đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine tại khu vực ly khai này. Phía Ukraine chưa bình luận về những cái tuyên bố trên của Nga. Nhưng mà thời gian qua chúng ta thấy là trên chiến trường đôi bên vẫn cứ tranh chấp nhau hoài như vậy. Một bên tấn công, một bên phòng ngự, một bên thì phản công, một bên thì cố gắng là kéo giãn cái đội hình đối phương và làm cho các cuộc phản công của đối phương là thất bại. Và những cái cuộc tấn công này theo tôi thì nó mới chỉ là những bước đầu thôi Nó cũng chưa có gì là thực sự là là gây gớm cả Ở đây chưa gì nói là gây gớm cả Bởi vì đây vẫn chỉ là những hoạt động mà tác chiến bước đầu của đôi bên thôi Sẽ còn nhiều trận đánh mà không liệt hơn diễn ra phía trước mắt chúng ta theo tờ Military Chronicle thì nhiều khả năng những chiếc xe Leopard 2A6 mới nhất của Ukraine được uh, ném lên trên cái mỏm đất uh, Remeski không phải để thực hiện một cuộc tấn công thực sự, mà nó là một phần của kế hoạch Cooper lớn cho phép Ukraine tập trung lực lượng và chuẩn bị cho một cuộc tấn công thực sự. Sau hai tuần tấn công mang tính trinh sát, thăm dò không thành công, trong đó có những chiếc Leopard 2 của Đức và M2 Bradley của Mỹ bị tiêu diệt một cách rõ ràng, thì các xe tăng Liên Xô có thể được đưa vào làm lực lượng dự bị tác chiến ở một trong những hướng tấn công của Ukraine. Việc sử dụng xe tăng Liên Xô có thể trở thành dấu hiệu khởi đầu cho giai đoạn tấn công thứ hai tích cực hơn của Ukraine. Kiev đang ở thế bắt buộc phải giành được kết quả tích cực trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 sắp tới. Nếu như muốn tiếp tục được viện trợ. Vì vậy rất có thể trong tuần tới Ukraine sẽ tăng cường tấn công mạnh hơn và hiện đang có trong tay khoảng 25 lữ đoàn, nhiều đơn vị trong số này thì vẫn chưa tham chiến. Ukraine đang tập trung khoảng 8 lữ đoàn tại khu vực gần Orykiv ở mặt trận Zaporizhia sẵn sàng tiến quân xuống miền Nam. Một khi cụm lực lượng xung cách này được mở toang cái cánh cửa, mở toang được cái hàng phòng ngự của Nga, thì 15 lữ đoàn còn lại sẽ tham chiến đánh thẳng xuống thành phố Melitopol. Tuy nhiên lực lượng dự bị chính của Nga vẫn chưa tham chiến và chỉ chi viện nhỏ giọt cho các chốt tiền tiêu. Các nhà phân tích nhận định là với 8 lữ đoàn thì Ukraine khó vượt qua được tuyến phòng thủ nhiều lớp của Nga để mở đường cho lực lượng lớn hơn tiến lên phía sau. À, cũng còn một cái khả năng nữa là liệu Ukraine có chơi một quả nhất ăn nhất ăn nhất tịt được ăn cả ngã về không khi mà đồng loạt tung 25 lữ đoàn tham chiến tại mặt trận này hay không? thì trong tuần tới những cái vấn đề này nó sẽ được làm sáng tỏ nhưng điều đó sẽ rất khó đấy liệu có tung được toàn bộ sức mạnh lực lượng vào được không tôi nghĩ rằng là quân đội Ukraine họ cũng sẽ phải thận trọng bởi vì nếu tung hết lực lượng vào thì thực sự chúng ta thấy rằng nó sẽ là một cái điều vô cùng là mạo hiểm nếu như thất bại thì họ sẽ mất hết Sẽ không còn gì nữa Thành công thì chưa thấy rõ Nhưng thất bại thì họ sẽ không còn gì Họ cũng sẽ không còn lực lượng nào Để mà phản công Cho tấn công quân Nga nữa Và đó là một kịch bản mà có lẽ họ cũng không muốn xảy ra Chuyển sang tình hình của Châu Á Thái Bình Dương Hội đồng tham mưu trưởng liên quan Hàn Quốc hôm 15 tháng 6 họ cho biết là Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông của nước này. Vụ phóng được thực hiện chỉ một giờ sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo đáp trả cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ Hàn. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc thì hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được khai hỏa trong 12 phút từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng về phía biển Nhật Bản vào chiều ngày 15 tháng 6. Bộ phòng Nhật cũng cho rằng hai quả đạn mà Bình Nhưỡng mới phóng có thể là tên lửa đạn đạo, trong đó một quả đạt độ cao 50 km có thể bay xa 850 km. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida gọi hai vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành và các nghị quyết này cấm Bình Nhưỡng tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo dưới bất kỳ hình thức nào. Trước đó thì vào sáng cùng ngày tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chứng kiến cuộc tập trận bắn đạn thật giữa hàng nghìn binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc. Seoul khẳng định đây là động thái răn đe Bình Nhưỡng, nói thẳng như vậy luôn thưa quý vị, để đối phó với những căng thẳng gần đây. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật chung được tổ chức đầu tiên trong vòng 6 năm qua và là vòng tập trận sau cùng trong cuộc tập trận phối hợp năm vòng bắt đầu vào tháng trước. Cuộc tập trận diễn ra tại thao trường huấn luyện hỏa lực Sungjin tại Po Nó chỉ cách biên giới liên triều 25 km về phía nam thôi. 610 khí tài quân sự được huy động trong cuộc tập trận bao gồm các chiến đấu cơ F-35A, pháo tự hành K9 của Hàn Quốc, máy bay chiến đấu F-16 và máy bay không người lái Grey Eagle của Mỹ và có sự tham gia của 2.500 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ thuộc 71 đơn vị. Và Triều Tiên nói đây là cái hoạt động tập trận mà khiêu khích và vô trách nhiệm À, cuối tháng 5 thì Triều Tiên cũng đã phóng cái tên lửa mang theo vệ tinh do thám và nói chung là tình hình nó đang trở nên vô cùng lo ngại, vô cùng lo ngại. Mỹ, Hàn, Nhật liên tục cảnh báo Triều Tiên. Và mới đây thì bộ trưởng quốc phòng của Mỹ, Nhật, Hàn cũng đã thống nhất thực thi những biện pháp răn đe mới nhằm vào Triều Tiên. Cũng chính vì vấn đề Triều Tiên mà Nhật Bản, Hàn Quốc họ đã gác lại những cái tranh chấp và những cái va chạm trong lịch sử để mà có thể là đối đầu được với lại là một cái mối đe dọa đến từ Triều Tiên. Vâng, trong khi đó, Mỹ cũng đã tiếp tục hiện thực hóa cái gian đe của mình. Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ đã mang tên lửa đạn đạo cập nhật cập cảng Hàn Quốc giữa cái diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thực vị. Hãng Yonhap ngày 16 tháng 6, họ đưa tin là một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Mỹ vừa đến Hàn Quốc lần đầu tiên trong 6 năm. Một ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Tàu ngầm này có lượng choán nước 18.000 tấn cập cảng Busan cách Seoul 320 km về phía đông nam. Đây là một khí tài chủ chốt của Mỹ. Nó đến Hàn Quốc ngay sau Mỹ khi Mỹ cam kết tăng cường hiện diện thường xuyên các khí tài chiến lược tại đây. Hồi tháng 4 thì tuyên bố Washington được đưa ra bởi Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ. Nó đã cho thấy rằng là cái sự quyết đoán của Mỹ trong khu vực nó ngày càng tăng lên. Trong chuyến thăm tàu ngầm trên thì Hải quân Hàn Quốc và Mỹ dự định cùng tiến hành hoạt động diễn tập đặc biệt nhằm tăng cường khả năng phối hợp và năng lực trong các hoạt động như là đối phó những mối đe dọa mà theo họ là từ Triều Tiên. Và trong một diễn biến khác thì thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc cũng đã có một cái công bố về những cái mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên. Mới đây thì Hàn Quốc họ công bố hình ảnh bộ phận tên lửa được trục vớt dưới biển sau vụ phóng tên lửa quân sự của Triều Tiên vào hồi cuối tháng trước thế thì um, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo là trục vớt được mảnh vỡ tên lửa hình trụ có kích thước lớn vào tối ngày 15 tháng 6 và vật thể này nó sẽ được phân tích kỹ lưỡng Seoul họ bắt đầu cái hoạt động trục vớt mảnh vỡ tên lửa này um, kể từ uh, um, sau khi mà cái vụ phóng vệ tinh thất bại của Bình Nhưỡng diễn ra không biết là sau cái vụ phóng vệ tinh thất bại đó thì có quan chức của Bình Nhưỡng hay của quan chức nào bị cách chức hay là bị xử tử hay không những cái vụ phóng những cái vụ phóng thất bại như vậy thường làm lãnh đạo Triều Tiên rất là buồn bực và tức giận thưa quý vị hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hồi tháng 6 cho biết là tên lửa đẩy cheolima 1 mang theo vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của họ đã rơi xuống biển do mất động lực vì quá trình khởi động bất thường của động cơ tầng đẩy thứ hai sau khi tắt tách ra khỏi tầng đẩy thứ nhất. Quân đội Hàn Quốc thì xác định mảnh vỡ rơi xuống vùng biển cách đảo Yung Chung 200 km về phía tây và chim xuống đáy biển ở độ sâu 75 m, một phần do trọng lượng quá nặng. Hoạt động trục vớt của Hàn Quốc bị cản trở do tầm nhìn dưới nước kém, hải lưu chảy xiết và các chướng ngại vật khác. Hàn Quốc kỳ vọng là việc nghiên cứu bộ phận tên lửa này có thể làm sáng tỏ về chương trình phát triển tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Mỹ và đồng minh thì cho rằng là những vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên nó chỉ là vỏ bọc để mà thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Do chúng áp dụng công nghệ giống nhau, và Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và 2016, tất cả nó đều bay qua tỉnh Okinawa ở miền Nam Nhật Bản, nơi mà rất nhiều căn cứ Mỹ đặt ở đây. Và Triều Tiên có thể đã phát triển thành công chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoàn chỉnh và không cần lấy lý do để mà phóng vệ tinh, theo lời một chuyên gia từ quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế ở Mỹ tên là Ankit Panda. Và ông này cho rằng là Cholima 1 là tên lửa đẩy hạng trung được thiết kế để đưa vệ tinh cỡ nhỏ lên quỹ đạo gần trái đất có rất nhiều là tranh cãi xung quanh cái chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bây giờ mà chiến tranh xảy ra ở Triều Tiên thì không biết là hậu quả nó sẽ như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo. Vâng, như vậy là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nóng bỏng nhất trong 24 giờ qua. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục đồng hành của Lê Minh. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Xin chào và hẹn lại trong các chương trình tiếp theo.